Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Daniel chương 1. Năm thứ ba về đời Jehoiakim vua Juda, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Asaria là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hanania tên Shadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Asaria tên Abednego. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bèn nói với Hamensa, mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Asaria rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamensa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamensa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ, và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hanania, Mishael và Asaria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru. Chương 2. Trong năm thứ 2 đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua. Vua nói cùng họ rằng: ta đã thấy một chiêm bao và lòng ta bối rối muốn biết chiêm bao đó. Những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng: tâu vua, chúc vua sống đời đời, xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. Vua trả lời cho những người canh đê rằng: sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thế nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân. Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta,
thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chim bao đó và lời giải nó thế nào. Họ lại tâu lần thứ hai rằng: Xin vua kể chim bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa. Vua rằng: Ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chim bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi, vì các ngươi đã điều đình với nhau, đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chim bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Những người canh đê tâu lại cùng vua rằng: Chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuật sĩ hay người canh đê nào. Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn người để giết. Bây giờ Daniel lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với Arioch, quản thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. Người cất tiếng nói cùng Arioch, quản thị vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ. Tức thì Daniel vào: Xin vua cho mình một hạng nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chim bao đó cho vua. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hanania, Mishael và Asaria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dũ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa trên trời. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Vậy nên Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Babylon, và nói cùng người như vậy: Đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chim bao cho vua. Bây giờ Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy: Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Giuđa bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Vua cất tiếng nói cùng Daniel, mà người ta vẫn gọi là Belteshazzar, rằng: Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chim bao ta đã thấy và lời giải nó chăng? Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua đã đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy chim bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vậy. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này có một pho tượng lớn.
Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bằng chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng, cho đến khi có một hòn đá, chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bằng chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng ta sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bằng chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra. Nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Bây giờ vua Nebuchadnezzar sấp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm này. Vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Daniel cầu xin vua, thì vua lập Shadrach, Meshach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon, còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Chương 22. Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng: tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh,
vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Bây giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Cê-sa hay không? Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài bèn phán rằng: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: của Cê-sa. Ngài bèn phán rằng: vậy hãy trả cho Cê-sa vật gì của Cê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ, liền bỏ Ngài mà đi. Trong ngày đó, có người Sa-đu-xê là kẻ nói rằng không có sự sống lại đến gần Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy, Môi-se có nói, nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ quá anh để nối dòng cho anh. Và trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy, rốt lại người đàn bà cũng chết. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người, vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ? Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng: về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: con vua David. Ngài đáp rằng: vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? Vậy nếu vua David xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. Chương 23. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống,
còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề, người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề, còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáng. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình và nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi. Từ máu Abel là người công bình, cho đến máu Sachari là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Thi Thiên 102. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện tôi, nguyện tiếng tôi thấu đến Ngài. Trong ngày gian truân, xin chớ giấu mặt Ngài cùng tôi, xin hãy nghiêng tai qua nghe tôi. Trong ngày tôi kêu cầu, xin mau mau đáp lại tôi. Vì các ngày tôi tan như khói, xương cốt tôi cháy đốt như than lửa. Lòng tôi bị đánh đập, khô héo như cỏ vì tôi quên ăn. Vì cớ tiếng than xiết của tôi, xương cốt tôi sát vào thịt tôi. Tôi trở giống như con chàng bè nơi rừng vắng, khác nào chim mèo ở chốn bỏ hoang. Tôi thao thức
tôi giống như chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà. Hằng ngày kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, kẻ nổi giận hoảng tôi, rủa xả tôi. Nhưng vì sự nóng nả và cơn thạnh nộ của Chúa, tôi đã ăn bụi tro khác nào ăn bánh, và lấy giọt lệ pha lộn đồ uống tôi. Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống thấp. Các ngày tôi như bóng ngã dài ra, tôi khô héo khác nào cỏ. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ trỗi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn. Này là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì giờ định đã đến rồi. Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn và có lòng thương xót bụi đất nó. Bây giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va, và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai, một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống, từ trên trời Ngài xem xét thế gian, đặng nghe tiếng rên xiết của kẻ bị tù và giải phóng cho người bị định phải chết. Hầu cho người ta truyền ra danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn và ngợi khen Ngài tại Giê-ru-sa-lem, trong lúc muôn dân nhóm lại với các nước đặng hầu việc Đức Giê-hô-va. Ngài đã làm sức lực tôi ra yếu giữa đường, khiến các ngày tôi ra vắng. Tôi tâu rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, các năm Chúa còn đến muôn đời. Xin chớ cất lấy tôi giữa chừng số các ngày tôi. Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các tầng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo sống. Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay. Song Chúa không hề biến cải, các năm Chúa không hề cùng. Con cháu tôi tớ Chúa sẽ còn có, dòng dõi họ sẽ được lập vững trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.